Thưa quý vị và các bạn, lâu nay chúng ta vẫn thường nhắc đến cụm từ giành được danh hiệu đã khó, giữ được danh hiệu lại càng khó hơn. Vấn đề mà chúng tôi đề cập hôm nay là càng đúng và gần hơn với phạm trù này, đó là việc phóng tặng và giữ gìn phát huy danh hiệu làng, bản, khối phố, tổ dân phố văn hóa. Có một thực tế hiện nay đó là số lượng các làng, bản, khối phố, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa thì ngày càng nhiều. Thế nhưng việc quản lý chất lượng hoạt động, hay nói đúng hơn là giám sát thực hiện các tiêu chí giữ gìn phát huy danh hiệu văn hóa là chưa được quan tâm đúng mức. Cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Phạm Tiến Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sau đây sẽ góp phần giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn vấn đề này. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Thưa ông, gần đây thì có nhiều người cho rằng đó là cái chất lượng làng bản khối phố văn hóa đang đi xuống ạ. Ông nghĩ sao về vấn đề này? Phong trào xây dựng làng bản khối phố văn hóa đã được phát động và đã được triển khai thực hiện đến nay đã hơn 20 năm, kể từ năm 1989. Và phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống và trở thành phong trào thi đua yêu nước trong phạm vi toàn tỉnh, được đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân và được nhân dân toàn tỉnh tự giác đồng tình tham gia thực hiện. Tuy nhiên, có cái phản ánh về cái danh hiệu văn hóa đang bị mất đi ở một số làng bản khối phố. Vấn đề này hiện nay ở một số địa phương ấy, mà đúng thực chất là còn vi phạm, mà đúng đó là chúng tôi thấy nó đang thiếu đến cái sự quan tâm chỉ đạo và phát huy các cái danh hiệu sau khi được công nhận, cho nên nó còn vi phạm các cái tiêu chí như là việc sinh con thứ ba, rồi trật tự xã hội, rồi là vệ sinh môi trường vân vân là có. Đúng như ông nói thì ít ai có thể chấp nhận được rằng là trong những làng bản khối phố văn hóa mà lại thường xuyên xảy ra những cái hành vi vi phạm nếp sống văn hóa như là sinh con thứ ba này, mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội hay là lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán. Nhưng đáng tiếc này, đấy là một cái thực trạng khá phổ biến, nhất là ở thị xã, thành phố ạ. Việc các làng bản khối phố văn hóa sau khi được công nhận còn vi phạm các cái tiêu chí và ở đấy thì nó khá phổ biến ở thành phố và thị xã, chủ yếu là vi phạm một cái nếp sống văn hóa, rồi tệ nạn xã hội, rồi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè vân vân. Thì hiện tượng này là có, tuy nhiên không phải là phổ biến. Tôi cho rằng đấy là cái nội dung mà cấp ủy, rồi chính quyền, rồi ban chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là vai trò nòng cốt của ngành văn hóa thể thao du lịch, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo là cần phải đặc biệt quan tâm, và rồi cần phải có những cái giải pháp để khắc phục những cái hạn chế trong thời gian tới để cho phong trào ngày một đạt kết quả cao hơn. Trước đây thì làng bản khối phố nào mà được công nhận danh hiệu làng văn hóa, khối văn hóa là một niềm vinh dự, một sự quyền lớn ạ. Thế nhưng mà bây giờ thì điều đó không khó và trở nên nham. Theo ông thì có phải là các cái tiêu chí đề ra hay là quá trình xét công nhận của chúng ta nó hơi dễ dãi, làm cho cái danh hiệu văn hóa mất đi cái giá trị của nó? Thì trong thực tế phong trào xây dựng làng bản khối phố văn hóa như tôi nói ở trên ấy, thì đã đi vào cuộc sống rồi, đã hơn 20 năm rồi. Và điều quan trọng là thông qua phong trào chúng ta thấy rằng là nó góp phần thúc đẩy được cái sự phát triển kinh tế xã hội vân vân, và nhân dân thì rất tự giác và đồng tình ủng hộ, đó là cái điều không thể phủ định được. Thì hàng năm cho đến bây giờ cái việc mà đón nhận các danh hiệu văn hóa vẫn được cộng đồng nhân dân là tổ chức ở cả cơ sở là vẫn tổ chức rất trang trọng mà có không khí, góp phần được cái khích lệ được cái phong trào. Ở đây ta muốn nói chỗ là cái việc vào cuộc của là cả cấp trong ban chỉ đạo, rồi cấp ủy chính quyền địa phương cả cấp và cả cơ quan đơn vị làm thế nào đó phải vào cuộc thực sự để mỗi người là một thành viên trong cái chuyện thực hiện các phong trào, để phong trào ngày một hoạt động có hiệu quả cao hơn. Nhiều người cho rằng thì lâu nay chúng ta mới quan tâm đến số lượng, tức là mới chỉ quan tâm đến cái tiêu chí đầu vào để xét công nhận danh hiệu, nhưng chưa quan tâm lắm đến cái chất lượng danh hiệu và việc giữ gìn phát huy danh hiệu đó sau khi đã được công nhận. Ông nghĩ sao về vấn đề này? Tôi nghĩ rằng đây là cái nội dung mà ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ tỉnh đến huyện đến cơ sở cần phải phát huy, làm tốt cái công tác tham mưu cho ban chỉ đạo các cấp và tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền để rồi lãnh đạo chỉ đạo và nâng cao chất lượng là cái phong trào xây dựng làng bản khối phố văn hóa, thực hiện đúng cái quy trình đăng ký
bình xét, thẩm định và công nhận làng văn hóa, và phải luôn luôn coi trọng và đề cao cái chất lượng của cái làng văn hóa. Và một điều nữa là cần phải khắc phục cái bệnh thành tích trong cái việc mà công nhận làng văn hóa ở các cơ sở, và đồng thời phải tăng cường cái vai trò là cái chỉ đạo kiểm tra đôn đốc của các thành viên ban chỉ đạo để cho phong trào là ngày một hiệu quả cao hơn. Vâng. Vậy thì chúng ta cũng cần có những cái chế tài hình thức nào đó để xử lý các cái làng bản khối phố mà vi phạm các cái tiêu chí văn hóa chứ thưa ông? Chẳng hạn như là tước bỏ danh hiệu chẳng hạn. Vâng, hàng năm thì chúng ta vẫn thực hiện việc công nhận và công nhận lại đối với các làng bản khối phố văn hóa. Những cái điều quan trọng là cần phải kiểm tra rồi thẩm định, nếu mà thấy không đạt hoặc là vi phạm các cái tiêu chí theo quy định của bộ ấy, thì đối với những cái trường hợp đó là chúng ta cương quyết là không công nhận lại. Nhưng với những cái khu dân cư nào mà vi phạm đến mức nghiêm trọng thì cái chế tài để xử lý đó là thu hồi lại cái danh hiệu làng văn hóa khi được công nhận. Vâng, tức là chúng ta sẽ làm chặt chẽ hơn. Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Chuyên mục Đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ đối thoại với cử tri ntv@gmail.com.